Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuần Capital ngày hôm nay. Hôm nay là tối ngày thứ sáu tại Hoa Kỳ, bây giờ là khoảng 8 giờ tối tại Cali. Ở Việt Nam, các bạn đã bước qua cuối tuần ngày thứ bảy rồi, thì trước hết tôi hy vọng các bạn có một cuối tuần vui vẻ. Và có thể đây là cái lần cuối cùng sau một cái thời gian nữa tôi mới bận lại cái áo này các bạn, đây là cái áo to the Moon. Tại vì bây giờ Cali đã từ từ nóng lại rồi các bạn, hôm nay và ngày mai đó là hai ngày lạnh cuối cùng. Rồi phải đợi tới cuối năm thuồng mới bận cáo này để mà chia sẻ với các bạn hy vọng lúc đó không cần bận mà Bitcoin đã chưa được mua nữa các bạn và chúng ta hôm nay đã thấy được là thị trường lại tiếp tục xanh cách đây vài ngày đó rất nhiều người lo lắng liên quan đến cái cuộc họp của Fed các bạn cuối cùng là cuộc họp các bạn đã biết thông chia sẻ ngay lúc đó là nó không có tệ như mọi người nghĩ thậm chí giọng điệu của chủ tịch John Powell cũng rất là ôn hòa các bạn không có phải là diều hầu như nhiều người nghĩ thì lúc đó đó thị trường trong ngày đó cũng đã có cái sự phục nhẹ nhẹ các bạn nhưng mà mọi người đều cẩn thận ngày hôm qua đây chúng ta cũng có một cái sự hồi phục nhẹ nhưng mà hôm nay chúng ta lại thấy được là thị trường chứng khoán Hoa Kỳ và crypto rất là xanh các bạn tại vì sao có phải chúng ta nhận được tin tốt hay là không thật ra không phải các bạn chúng ta nhận được tin tức rất là xấu nhưng mà chúng ta bây giờ lại trở về cái thời kỳ là tin tốt là tin xấu và tin xấu là tin tốt thì sẽ chia sẻ với các bạn một lát nữa và ngày hôm nay đây chúng ta cũng có nhiều bất ngờ các bạn thường nghĩ đi nhưng mà nào mà mới đến thị trường này hay là thị trường tài chính nói chung thì các bạn ở trong thị trường tài chính khoảng chừng là vài tháng thì các bạn sẽ dễ dàng nhận ra được là chúng ta lúc nào cũng có nhiều sự bất ngờ trong thị trường tài chính khi mà các bạn nghĩ là các bạn hiểu thị trường tài chính thì các bạn sẽ bị bất ngờ ngay lập tức và nói thật thuận ở trong thị trường tài chính rất nhiều năm rồi các bạn thuận đã bắt đầu làm trong thị trường tài chính chính thức là từ năm 2008 tới bây giờ đó thì uh, Thuận lại có cảm giác là mới đầu khi mà đi ra trường rồi bắt đầu đi làm đó, Thì lúc đó không có hiểu nhiều về thị trường tài chính cái gì cũng mới hết các bạn Nhưng mà sau đó làm vài năm thì lại nghĩ là mình hiểu hết về thị trường tài chính Rồi sau đó các bạn làm hơn 10 năm các bạn lại nghĩ là mình không hiểu gì về thị trường tài chính hết Tại vì sao các bạn? Tại vì thị trường tài chính là một cái thị trường mà có Thuận và có các bạn Và nó vận hành hàng ngày theo cái lòng tham và sợ hãi Theo những cái nền tảng đã có trước đây Theo lịch sử của những cái chu kỳ chúng ta thấy được là thị trường nó có rất nhiều những cái yếu tố khác nhau cho nên các bạn sẽ không bao giờ hiểu hết đâu và một điều các bạn sẽ không bao giờ nắm bắt được đó chính là tâm lý của thị trường các bạn tâm lý của những nhà đầu tư giống như chúng ta đã thấy được là Isaac Newton đó, một trong những cái nhà khoa học gia nổi tiếng đã từng nói gì các bạn ông có thể tính toán được cái sự chuyển động của những ngôi sao nhưng mà không thể tính toán được cái sự điên rồ của loài người khi mà ông đã lỗ trong thị trường chứng khoán các bạn khi mà ông đã mua cổ phiếu của sau si lúc đó rồi sau đó công ty đó giống như là bị phá sản rồi ông bị lỗ rất là nhiều tiền rồi ông đã thốt lên câu này <laughs> các bạn thì được là ngay cả một thiên tài như Isaac Newton cũng không thể tính toán được cái sự điên rồ của loài người thì chúng ta cũng thấy là thị trường bây giờ đó với thị trường lúc mà Isaac Newton đầu tư thì cũng không khác gì đâu các bạn tại vì tới cuối cùng thị trường vẫn bị vận hành bởi tâm lý tình hình có thể thay đổi tin tức có thể thay đổi chính trị có thể thay đổi công nghệ có thể tiến bộ nhưng mà một thứ không thay đổi đó chính là lòng tham và sự sợ hãi các bạn chúng ta được đó là một cái mà sẽ mãi mãi không thay đổi cho nên thị trường đó mãi có những cái sự tăng trưởng và những cái sự điều chỉnh và chúng ta sẽ mãi không hiểu hết vì thị trường tài chính tại vì đó là một cái vật thể sống các bạn nó thay đổi thường xuyên tại vì chúng ta thật sự cũng vẫn đang nằm trong một cái thời kỳ thử nghiệm và đã có từ rất lâu rồi nhiều người đó người ta nói bitcoin chỉ là một cái cuộc thử nghiệm tiền ảo trên internet mà thôi thì cái đó là đúng các bạn nhưng mà thực tế ra chúng ta nhìn vào tiền tệ giống như đồng đô la đi chúng ta nhìn vào thị trường tài chính hiện bây giờ thì các bạn sẽ dễ dàng nhưng được đó cũng chỉ là một cuộc thử nghiệm mà thôi. Chúng ta cũng sẽ dành thời gian để mà nói về cái đề tài này và chúng ta cũng có một cái sự bất ngờ mới chia sẻ đó chính là chúng ta lại có dòng tiền dương đến từ Rayscale của bạn. Rayscale đó không biết lý do gì đột ngột lại chuyển hướng và lại có cái sự thu mua ngày hôm nay các bạn cực kỳ thú vị luôn. Tại vì thuận thì nghĩ là scale đó thì có thể là sẽ có dòng tiền dư một ngày nào đó Nhưng mà thường không nghĩ là sẽ có ngay bây giờ đâu Tại vì Trayscale vẫn chưa có điều chỉnh cái phần trăm phí của họ vẫn còn rất là cao cho nên nếu như mà muốn có dòng tiền dương thì họ phải điều chỉnh cái phần trăm phí xuống nhưng mà họ vẫn chưa. Nhưng mà chúng ta lại có dòng tiền dương ngày hôm nay nhất là sau khi mà chúng ta có một cái ngày bán tháo cái tay khoảng chừng 2 ngày các bạn và hôm qua vẫn có dòng tiền âm rời khỏi thị trường này. Và chúng ta cũng thấy được là chứng khoán hôm nay đã, đã, có cái sự hồi phục trở lại tiếp tục và cũng tăng khá là nhiều các bạn. Chúng ta nhìn thấy được là Nasdaq hôm nay đã tăng gần 2%. Chúng ta có chỉ số S&P 500 đã tăng 1.26% và Dow Jones ngày hôm nay tăng 1.18% hợp đồng của dầu đó thì các bạn thấy được là tiếp tục giảm xuống và đó là điều mà chúng ta muốn nếu như các bạn muốn tiếp tục thấy là phần trăm lạm phát ở cái mức ổn định thậm chí từ từ giảm xuống và điều đó liên quan tới khi nào Fed giảm lãi suất các bạn và chúng ta đương nhiên sẽ nói về giảm lãi suất một lát nữa tại vì lại có cái thông tin ảnh hưởng đến suy nghĩ của thị trường về khi nào Fed giảm lãi suất thì các bạn nhìn thấy được là hợp đồng của dầu đó bây giờ là mức là 77 đô 99 cent cho một thùng dầu hợp đồng vàng đó thì cũng không có tăng ngày hôm nay các bạn hôm nay thì mức là 2.300 mười đô thì cũng cỡ như ngày hôm qua mà thôi nhưng mà chúng ta nhìn thấy được là BTC đến ngày hôm nay đã hầu như là muốn trở về cái mức là 64.000 đô các bạn cách đây hai tiếng đồng hồ ra chúng ta thấy được là giá BTC đã tăng lên tới cái mức là 63.600 đô thì bây giờ mức là 62.720 và ngày hôm nay ra nếu chúng ta nhìn vào cái thông tin đến từ Google thì BTC đã tăng khoảng chừng 5% các bạn Ethereum hôm nay cũng tăng 2.8 và tổng số vốn hóa đó chúng ta nhìn thấy được đã tăng 4.4% ở cái mức là 2,4 nghìn tỷ các bạn và cả thị trường ngày hôm nay đang ngoại trừ một số ngoại lệ nhỏ phần lớn đều là màu xanh hiện tại các bạn và đương nhiên rất nhiều đồng altcoin đã tăng nhiều hơn cả bitcoin như để chúng ta nhìn thấy được là những cái đồng meme coin lại tăng trở lại đồng wif tăng 13% chúng ta có dogecoin tăng 10.7% và floki tăng tới gần như 15%. Thì tin tức gì ngày hôm nay dẫn đến thị trường lạc quan các bạn có phải có tin tức tốt hay không? Thì không phải các bạn thậm chí chúng ta có một tin tức rất là xấu đó chính là cái phần trăm thất nghiệp tại Hoa Kỳ không những là không có giảm xuống hay là đi ngang mà lại còn tăng lên các bạn và đã tăng tới cái mức nào đó chính là 3.9%. Ước tính của mọi người đó là 3.8% Thì các bạn thấy được là cái thống kê này đã cao hơn cái ước tính rồi các bạn và các bạn thấy được là cái số lượng việc làm có thêm trong tháng 4 so với tháng 3 là 175.000 việc làm cái này nó cũng đã thấp hơn cái ước tính và một điều nữa đó khi mà các bạn nhìn vào thống kê đó việc làm tháng vừa rồi nó đang nằm ở những cái ngành nào thì các bạn thấy rất rõ ràng là chúng ta có cái ngành mà trước đây dẫn đầu trong cái việc làm mướn người các bạn đó chính là leisure và hospitality có nghĩa là cái ngành du lịch và giải trí thì cái ngành này đó trước đây là cái ngành mà mướn nhiều người thì chúng ta cũng đã từng nói đến là ai cũng than phiền là tình hình kinh tế tệ cách đây khoảng chừng một năm hay là năm rưỡi gì đó nhưng mà người ta vẫn đi du lịch rất là nhiều cho nên các bạn mới thấy được là những cái nơi mà du lịch những cái nơi như khách sạn thì họ mướn người nhưng mà bây giờ không phải các bạn tháng vừa rồi đó chúng ta nhìn thấy được là cái ngành mà mướn nhiều người đó chính là cái ngành liên quan đến dịch vụ y tế và phúc lợi xã hội các bạn phần lớn việc làm mà là nằm ở đó còn chúng ta thấy được những ngành khác đó thì cũng có thêm việc làm nhưng mà nó không có nhiều chúng ta nhìn thấy được là những cái ngành như là dịch vụ tài chính thì chỉ thêm 6 ngày việc làm mà thôi còn cái ngành liên quan đến sản xuất đó thì chỉ thêm có 8 ngày việc làm mà thôi và những ngành khác đó chúng ta nhìn thấy được là ngành thông tin đã giảm 8 ngày việc làm chúng ta nhìn được là những cái ngành như là professional và business services đây là những cái ngành giống như là dịch vụ chuyên môn các bạn giống như các bạn đi mướn luật sư hay đi mướn kế toán đó thì đã giảm xuống 4 ngàn người các bạn thấy được là chúng ta nhìn chung đó thì tình hình hầu như là không có ổn lắm khi mà các bạn nhìn thấy được là cái ngành mà mướn nhiều người nhất đó chính là cái ngành liên quan tới y tế và phúc lợi xã hội. Thì tôi nghĩ là các bạn sẽ hỏi là Ồ oh, tin tức này đó nó xấu như vậy Thì nó cũng phản ảnh giống như chúng ta Đang nhận được cái tin tức liên quan tới cái tổng sản lượng quốc nội Hoa Kỳ GDP quý 1 đó Rất là xấu Chỉ có 1.6% so với lại cái quý 4 là 3.2 Thì những cái này cho thấy nền kinh tế Hoa Kỳ đó đang thật sự chậm lại Và nếu như mà không có cẩn thận sẽ đi vào suy thoái tài chính Thì tại sao thị trường lại tăng các bạn Tại vì các bạn đã thấy được bây giờ chúng ta hành nằm ở trong một cái thời kỳ rất là thú vị Một lần nữa chúng ta lại chuyển qua là tin tốt là tin xấu và tin xấu là tin tốt các bạn nó hoàn toàn ngược lại bây giờ đó với thông tin này thì khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9 đã tăng lên 53% thật ra hôm nay thùng mới vừa chắc lại đó thì đã giảm cho một chút các bạn nhưng mà bây giờ thì những cái hợp đồng trên CMB đang nghiêng về là vào tháng 9 này đó thay vì phải đợi tới tháng 11 tháng 12 thì vào tháng 9 này chúng ta có khả năng là 48.8% sẽ có đợt giảm lãi suất đầu tiên và thêm một đợt giảm lãi suất nữa ngay bây giờ đó thì thị trường nghĩ là vào đâu đó khoảng tháng 12 cuối năm nay sẽ có thêm một đợt giảm lãi suất nữa. Thì bây giờ một lần nữa thị trường lại nghĩ là sẽ có hai đợt giảm lãi suất. Tại vì sao các bạn? Tại vì các bạn đã nhớ là trong cuộc họp báo cái đây khoảng chừng 2 ngày đó chủ tịch John Powell đã nói gì? Ông đã nói là bây giờ ông giữ nguyên lãi suất, ông vẫn chưa có hiểu tại sao mà lạm phát tăng trở lại nhưng mà ông nghĩ giữ nguyên lãi suất đó chính là cái bước đi tốt hiện bây giờ và khi nào mới giảm lãi suất thì ông nói là khi nào mà lạm phát giảm ông sẽ giảm khi nào mà chúng ta có một cái sự bất ngờ trong nền kinh tế giống như là chúng ta có cái sự tăng trưởng của phần trăm thất nghiệp thì ông cũng sẽ nghĩ đến việc giảm lãi suất thì hôm nay chúng ta thấy phần trăm thất nghiệp tăng lên nhưng mà thị trường lại là một màu xanh tại vì bây giờ thị trường nghĩ là ok ông cũng đã ít ra có một cái cớ nếu như mà ông muốn thực sự giảm lãi suất năm nay và tôi đã chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm qua và trước đó đó các bạn thấy rất rõ ràng là trong giọng điệu của chị John Powell, ông đã rất cẩn thận và đã liên tục dẹp bỏ cái ý nghĩ là Fed có thể tăng thêm lãi suất mà ông lại thay vào đó là một cái suy nghĩ là Fed có cái sự chuẩn bị đi giảm lãi suất chỉ cần có thời điểm thích hợp mà thôi và bây giờ ông không thể giảm tại vì lạm phát vẫn còn cao nhưng mà ông lại nói là ông có thể giảm nếu như mà thất nghiệp tăng lên các bạn nhưng mà đương nhiên ông không nói là thất nghiệp tăng tới cái mức nào và chúng ta chỉ có cái thông tin của một tháng mà thôi nhưng mà ít ra thị trường cũng đã lạc quan trở lại các bạn đó chính là cái tình hình dẫn đến là thị trường xanh và đương nhiên khi mà phép các giảm lãi suất có nghĩa là chúng ta có dòng tiền đi vào trong thị trường dẫn đến những tài sản tăng giá tại vì thị trường đã được thả lỏng các bạn hàng ngày nên thường chia sẽ thông tin thì khi mà các bạn nghe thì các bạn cảm thấy là hợp lý nhưng mà thật ra khi các bạn zoom ra đó thì không có gì hợp lý hết các bạn có nghĩ đi tình hình bây giờ là thất nghiệp tăng nhưng mà thị trường lại tăng các bạn đây là tin tức xấu cho kinh tế mà thị trường lại tăng chúng ta đang vui vẻ tại vì người ta thất nghiệp <laughs> đó là tình hình ngay bây giờ lãi suất tăng giá nhà cũng tăng luôn các bạn thường là lãi suất tăng thì giá nhà sẽ giảm xuống tại vì lãi suất tăng khiến như người ta không có đi vay mượn được nhiều tiền khiến cho là người ta đi mua nhà ít hơn giá nhà sẽ giảm xuống nhưng mà trong trường hợp này lãi suất tăng giá nhà cũng đang ở mức cao luôn lạm phát đó thì chưa có giảm thậm chí tăng trở lại 3 tháng qua nhưng mà các nhà đầu tư đó thì mỗi lần có lạm phát tăng họ lại bán tháo tài sản các bạn để mà giữ tiền mặt đáng lý đâu họ phải làm ngược lại các bạn khi mà lạm phát gia dẳng đó thì họ cần phải nắm bắt những cái tài sản tiếp tục chứ không phải là họ bán tài sản để giữ tiền mặt nhưng mà khi mỗi lần chúng ta có tin tức liên quan tới làm phát xấu đó thì chúng ta lại thấy được là thị trường là một màu đỏ tán lý đường ngược lại mới đúng và các bạn thấy được là những công ty đó, thì chúng ta có những công ty họ báo cáo lợi nhuận tốt có thu nhập thì chúng ta thấy là cổ phiếu lại giảm và ngược lại chúng ta lại có những cái công ty họ báo cáo thu nhập không đạt kỳ vọng nhưng mà cổ phiếu lại tăng các bạn và do đó cái meme này đã ra đời các bạn <laughs> bỏ cuốn sách này vô thùng rác cái này là một cái meme thôi các bạn đừng có quá kích động tại vì đây cũng là một quyển sách rất là nổi tiếng các bạn The Intelligent Investor của Ben Ram. thì như bạn có biết là Ben đó là sư phụ của Warren Buffett và thật ra đó các bạn đã biết là trên channel này chúng ta rất là chú tâm đến chung bình giá thì người ta cũng đã chung bình giá trước đây rồi nhưng mà khi mà Ben Ram viết quyển sách này đó thì tôi nhớ là trong chương chính đó, thì ông có nói tới một khái niệm đó chính là DCA các bạn thì thật ra chúng ta nói DCA ngày hôm nay thì cái từ đó là bắt nguồn từ Ben Ram mặc dù là người ta cũng đã chung bình giá trước đó nhưng mà người mà khiến cho khái niệm này nổi tiếng đó chính là Ben Ram và đương nhiên chúng ta thấy được là thế giới bây giờ đã điên rồi các bạn các bạn có nhớ cái video thường chia sẻ cách đây đó là năm 2019 tháng 11 lúc đó chúng ta thấy được lúc đó là trước khi mà có đại dịch thì đã có một cái video thường chia sẻ về tâm sự của Ray Dalio của Bridgewater Associates và ông đã chia sẻ là ông đang chứng kiến một thế giới tài chính đang đi vào có xu hướng rất là điên rồ và những cái mà ông chia sẻ đó thì hầu như bây giờ đã hiện ra trước mắt chúng ta rồi các bạn chúng ta đang chứng kiến một thị trường tồn tại bất hợp lý và đáng tiếc là thị trường có thể tồn tại bất hợp lý lâu hơn là bạn còn vốn nhiều khi đó người ta nói là đầu tư vào Bitcoin đã điên rồ Nhưng mà thật ra khi các bạn nhìn vào thị trường tài chính ngay bây giờ Thường không biết cái nào điên rồ hơn các bạn <laughs> Và chúng ta cũng có một cái video được chia sẻ rất nhiều ở trên X ngày hôm nay Nó cũng ngắn thôi các bạn, sẽ chia sẻ với các bạn trong video này Thì nó dài khoảng chừng là một phút 42 giây thôi cũng đã phụ đề rồi Thì trên màn hình này các bạn sẽ thấy có một người có tên là Jared Bernstein Và người này sẽ giải thích về chính sách tiền tệ và thâm hụt ngân sách của Hoa Kỳ. Và hiện bây giờ ra ông là chủ tịch hội đồng cố vấn kinh tế. Đây là cái cơ quan chính phủ tư vấn cho tổng thống Joe Biden về chính sách kinh tế hiện bây giờ rồi các bạn. Tôi muốn chia sẻ tên của ông và chức vụ của ông trước khi mà cho các bạn xem video này. Rồi chúng ta sẽ nói thêm và các bạn hãy chia sẻ cảm nghĩ của mình sau khi mà xem video này một lát nữa. Đi thuận play cái video. The US government can't go bankrupt because we can print our own money. It obviously begs the question: Why exactly are we borrowing in a currency that we print ourselves? I'm waiting for someone to stand up and say, "Why do we borrow our own currency in the first place?" Like you said, they print the dollar. So why why does the government even borrow? Well, um, the uh, so the I mean, again, some of this stuff gets. Some of the language that the MM, some of the language and concepts are just confusing. I mean, the government definitely prints money, and it definitely lends that money, which is why uh, the government definitely prints money and then it lends that money by, uh, by selling bonds. Uh, they they, um, they yeah they they um, they sell bonds yeah they sell bonds right because they sell bonds and people buy the bonds and lend them the money yeah so. A lot of times, a lot of times, at least to my ear with, with MMT, the, the language and the concepts can be kind of unnecessarily confusing. but there is no question that the government prints money and then it uses that money to um, uh, 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 So, um, yeah, I, I guess I'm just I don't I can't really talk. I don't I don't get it. I don't know what they're talking about, like because it's like, the government clearly prints money, it does it all the time, and it clearly borrows, otherwise we wouldn't be having this debt and deficit conversation. So I <laughs> don't think there's anything confusing there. Ông nghĩ là không có gì khó hiểu hết thì câu hỏi đó rất đơn giản. Thì cái người này đó à, hỏi một cái câu hỏi là nếu như mà chính phủ Hoa Kỳ in tiền thì tại sao chính phủ Hoa Kỳ lại phải mượn tiền mà họ in ra? Thì đương nhiên cái cô này đó biết câu trả lời các bạn. Đây chỉ là hỏi mẹo mà thôi. Ý mà cô muốn nói đó chính là tại sao mà chính phủ Hoa Kỳ lại để cho Fed mới được đơn vị in tiền rồi sau đó mượn từ Fed các bạn. Đó là cái cách hoạt động hiện bây giờ. Thì để các bạn hiểu rõ hơn đó. Không biết là ông Jared này không có biết câu trả lời hay là ông không muốn trả lời các bạn thuận thì nghĩ là cái điều thứ hai đó nó hợp lý hơn là ông không có muốn trả lời sự thật thì để các bạn hiểu rõ hơn đó là ở hoa kỳ chúng ta thường hay nói tới fed các bạn có nghĩa là cục dự trữ liên bang ở hoa kỳ và chúng ta có thể nghĩ đó là một ngân hàng trung ương nhưng mà nó rất là khác các bạn nói chung đó thì có rất nhiều những cái thuyết âm mưu và nhiều cuốn sách các bạn đọc liên quan tới fed như thế nào nhưng mà một cuốn sách đó mà thuận nghĩ nó có cái tính chất lịch sử cao hơn đó chính là cuốn sách của Ed Griffin các bạn và có tên là The Creature from Jacko Island. Nhưng mà thông nghĩ cuốn sách này đã đối thuận cái tên hay hơn đó chính là The Monster from Jacko Island. Có nghĩa là quái vật từ đảo Chaco các bạn thì cuốn sách này ra nói về cái sự hình thành của Fed thì để các bạn hiểu rõ hơn đó là trước năm 1913 đó chúng ta không có Fed trước đó 3 năm đó thì đã có một cái cuộc họp rất là kính các bạn cuộc họp này đó đã tập trung rất là nhiều những người quyền lực lúc đó và chúng ta nói tới những người như là chủ ngân hàng chúng ta có JP Morgan lúc đó thì cũng đã đến dự các bạn và đương nhiên bây giờ chúng ta có ngân hàng Chase của JP Morgan và rất nhiều những người quyền lực lúc đó chúng ta cũng có một vài Mọi người trong chính trị cũng đã lén đến cái đảo này các bạn đây là một cái đảo ở tiểu bang Georgia và đây là một cái đảo đó thường dùng để nghỉ dưỡng trên những cái giới mà cực kỳ giàu có nhưng mà cái cuộc họp này đã rất là kín đáo và mọi người đến đây ra thì họ không được cho người nhà của họ hay là không được cho công ty của họ biết là họ đi đâu và họ phải cải trang thành một người bình thường để mà đón xe lửa để mà đến cái đảo này khi mà đến đảo này rồi đó thì họ sẽ cùng nhau để mà đưa ra một cái hệ thống đó chính là hệ thống fed thì bây giờ và cái lý do họ đưa ra đó để cho được thông qua bộ quốc hội tại vì các bạn nên hiểu đó cái đơn vị fed này không phải là đơn vị của chính phủ nói đúng hơn đó, đây là một cái công ty tư nhân nhưng mà có một phần liên quan đến chính phủ hoa kỳ có thể nói như thế này những người mà ở trong fed những quan chức thì được bổ nhiệm nhưng mà ngược lại Công ty này là một công ty hoàn toàn tách biệt ra khỏi chính phủ Hoa Kỳ, cho nên các bạn thấy được là tổng thống có thể bổ nhiệm chủ tịch Fed nhưng mà không thể sa thải chủ tịch Fed được và chủ tịch Fed đó không cần phải trả lời bất cứ câu hỏi gì từ tổng thống hết, tại vì ông không có trách nhiệm đó các bạn. Chủ tịch Fed chỉ có hai trách nhiệm mà thôi, dựa theo quyền lực từ quốc hội đó thì ông có trách nhiệm thứ nhất là quản lý phần trăm lạm phát thứ hai là quản lý phần trăm thất nghiệp đây là điều mà chủ tịch john Powell đã nói rất rất nhiều lần rồi các bạn và fed được tạo ra đó thì ngoại trừ hai nhiệm vụ đó họ còn một nhiệm vụ nữa đó chính là những cái ngân hàng lớn này những ngân hàng mà đứng sau lưng fed đó, những chủ tịch này thì họ sẽ có một cái số lượng tiền khổng lồ và khi mà có suy thoái tài chính hay là có bất kỳ bất ổn nào thì họ sẽ sử dụng tiền của họ để mà cứu nền kinh tế để có thể làm cho nền kinh tế vững chắc hơn Đó là cái lý do tại sao mà Fed ra đời Ít ra đó là cái lý do trên giấy tờ Để có thể được cái quyền in tiền Tại vì cái mà họ muốn đó chính là quyền in tiền các bạn Họ nói là chính phủ Hoa Kỳ đó thì lo việc chính phủ Lo về chi tiêu, lo về thuế, lo về những cái phúc lợi xã hội Lo về những cái khác nhưng mà còn về quản lý tiền tệ đó thì họ là những chuyên gia giao hết quyền cho họ nhưng mà có rất nhiều những cái chỉ trích là từ năm 1913 tới bây giờ khi mà Fed ra đời đó thì dẫn đến rất là nhiều những cái sự kiện mà đâu đó có bóng dáng của Fed đứng sau lưng các bạn đó là những cái sự kiện được tài trợ bởi rất nhiều những tài phiệt trên thế giới và đương nhiên nhiều Thúy âm mưu nói là Fed là nắm quyền cả thị trường nhưng mà cái đó nó cũng không có quá sự thật đâu các bạn tại vì trên căn bản đó hoa kỳ là thị trường lớn nhất hiện bây giờ nền kinh tế lớn nhất cho nên những gì mà fed muốn sẽ ảnh hưởng đến thị trường toàn cầu các bạn cho nên chúng ta mới quan tâm đến lãi suất ảnh hưởng luôn cái thị trường crypto nữa thì để các bạn hiểu rõ hơn đó tiền được tạo như thế nào thì nó cũng không có phải là dễ hiểu đâu cho nên các bạn thấy được là cái người này đó thì một phần ông cũng không có muốn nói sự thật các bạn nhưng mà sự thật là như thế này sự thật đó thì hiểu đơn giản nhất đó chính là chúng ta biết là bộ tài chính ở Hoa Kỳ có một đơn vị trong đó nó thì in tiền các bạn có nghĩa là thực sự là có máy in để mà in tiền ra nhưng mà nó không giống như các bạn nghĩ đâu cái số tiền in ra này đã được ấn định bởi Fed đây là cái tiền mặt và họ không có in nhiều các bạn họ chỉ in cái số lượng cần thiết mà thôi tại vì trên căn bản đó chính phủ Hoa Kỳ cũng đã từ lâu không muốn người dân dùng tiền mặt nữa dùng tiền mặt đó không tốt cho chính phủ Hoa Kỳ các bạn tại vì họ muốn đó chính là cái cách kiểm soát tốt hơn nhất là liên quan đến thuế tiền mặt đó các bạn thấy chúng thuế được và họ không thích điều đó cho nên cái số tiền in ra là được ấn định mà thôi mà cái phần đó đó đã được ấn định bởi Fed rồi và các bạn hiểu như thế này khi mà chính phủ Hoa Kỳ cần tiền thì họ sẽ đi vay mượn thì cái cách mà họ vay mượn đó thì họ sẽ bán công trái phiếu các bạn là nợ công thì ai mua nợ công đó cũng trả lời là ai cũng được hết các bạn Thường cũng mua cũng được à, một người ở quốc gia khác cũng có thể tham gia vào để mua nợ công của Hoa Kỳ và nợ công đó đó được đảm bảo bởi gì được đảm bảo bởi uy tín của chính phủ Hoa Kỳ các bạn tại vì họ có thể thu thuế được và vì lý do đó đó khi các bạn mua nợ công có nghĩa là các bạn tin là chính phủ Hoa Kỳ sẽ thu thuế sau này tại vì họ cần làm cái gì đó gấp bây giờ. Họ không thể chờ đến năm sau để thu thuế được. Thì họ sẽ bán nợ công này và sau này khi họ thu thuế họ sẽ trả cái nợ công đó và mọi thứ trở về số 0 và cứ tiếp tục. Nhưng mà không phải các bạn rất rõ ràng là chính phủ Hoa Kỳ đã ngày càng sử dụng nhiều tiền hơn và nhiều tiền hơn và nhiều tiền hơn cho đến nợ công ngày càng tăng các bạn và bây giờ nó đã lên con số rất kinh khủng rồi. Và lý do tại sao? Tại vì các bạn thấy được là nợ cũ chồng nợ mới. Rất rõ ràng là chính phủ Hoa Kỳ ngày càng mượn nhiều tiền hơn. Và chúng ta thấy được là không phải lúc nào thị trường cũng cho chính phủ Hoa Kỳ mượn. Tại vì các bạn thấy là những cái lúc như là thời kỳ dịch bệnh á, thì những công ty họ sẽ không có muốn mua công trái phiếu đâu. Họ thà giữ tiền mặt tại vì họ không biết bước kế tiếp sẽ ra sao, họ cần tiền để mà trả nhân viên vân vân Cho nên những cái thời kỳ xấu đó thì không ai mua công trái phiếu hết. Và ai mua lúc đó các bạn chính là Fed. Fed đó, sẽ bước vào để mà mua cái số lượng nợ công đó đến từ chính phủ Hoa Kỳ. Cho nên một cách khác họ là một trong những cái người mà cho vay khi mà tất cả mọi người đều không muốn cho vay có nghĩa là họ là cái người cuối cùng sẽ cho vay và họ sẽ sẵn sàng cho vay khi mà có sự cố xảy ra và không chỉ riêng là cho vay cho chính phủ đâu mà họ cho những công ty tư nhân vay luôn các bạn giống như trong thời kỳ dịch bệnh lúc đó các bạn là một cái nhà hàng các bạn là một cái phòng tập gym thì các bạn nghĩ các bạn bán trái phiếu đó thì ai mua các bạn đâu có ai dám mua đâu tại vì không biết dịch bệnh kéo dài bao nhiêu rồi bạn có phá sản hay không nhưng mà lúc đó thì Fed vẫn sẽ mua tại vì họ đó là một cái người cuối cùng sẽ cho vay khi mà tất cả mọi người đều quay lưng. Đó là cái nhiệm vụ của Fed các bạn và vì lý do đó họ có quyền được in tiền. Và khi mà họ cho chính phủ Hoa Kỳ vay nghĩa là họ in tiền các bạn hiểu đơn giản hơn đó là họ sẽ mua công trái phiếu. Họ để công trái phiếu đó vào cái bảng kế toán của họ là một tài sản mặc dù đó là nợ nhưng mà họ sẽ ghi là tài sản rồi sau đó họ sẽ xuất ra cái số lượng tiền tương đương vào tài khoản của bộ tài chính ở Fed và từ đó tiền được rút ra để mà làm chuyện khác đó chỉ là con số trên máy tính mà thôi và cái số tiền tiền mà được in á, tiền mặt là một phần của số đó và nó là con số không có lớn đâu các bạn một số nhỏ mà thôi đó là cái cách mà tiền được tạo ra các bạn từ chính phủ Hoa Kỳ nhưng mà đó chỉ là một cái phần cũng không phải lớn đâu các bạn tiền đó thật sự tạo ra đó chính là thông qua hệ thống của ngân hàng và đây cũng là một trong những lý do chính dẫn đến tại sao mà Hoa Kỳ đó, bây giờ họ vẫn lưỡng lự về tiền được số quốc gia CBDC, tại vì nó sẽ ảnh hưởng đến quá trình này. thì cái quá trình tiền được tạo ra nhiều nhất đó không phải là thông qua bộ tài chính hay là không phải là thông qua phép các bạn mà chính là thông qua hệ thống ngân hàng ngân hàng chính là nơi in tiền thì các bạn sẽ cảm thấy khó hiểu tại sao ngân hàng lại in tiền họ có quyền gì để in tiền không phải in tiền như các bạn nghĩ đâu cái cách mà họ in tiền đó là thông qua hệ thống gọi là fractional reserve hiểu đơn giản hơn đó là họ chỉ lưu trữ một phần tiền bạn gửi mà thôi có nghĩa là lưu trữ phân đoạn cái bạn gửi tiền vào ngân hàng thì các bạn cũng hy vọng là cái tiền đó được bảo quản tốt không bị mất và các bạn muốn có một cái phần lời nhưng mà ngược lại ngân hàng đó thì cái mà họ kiếm lời để chính là cho vay và cái tiền mà họ sẽ cho vay là chính là tiền các bạn gửi vào thì các bạn cứ nghĩ đi giống như là lấy một ví dụ đơn giản đi thì nhiều ngân hàng có thể là họ sẽ cần phải lưu trữ 10% tiền bạn gửi. 90% còn lại sẽ được cho vay và điều này đã hoàn toàn hợp pháp và được khuyến khích bởi chính phủ các bạn tại vì ngân hàng cho vay càng nhiều nền kinh tế càng tốt người ta vay để mà làm ăn vay để mà mua nhà mua xe vân vân thì khiến cái kinh tế nó sẽ phát triển lên và các bạn thấy được là khi mà có một người nào đó gửi một ngàn vào ngân hàng trong ví dụ này thì ngân hàng đã sẽ theo luật chỉ cần giữ lại 100 đô mà thôi chúng ta lấy một cái ví dụ đơn giản là 10% chứ còn trong thời kỳ đại dịch thì là không phần trăm các bạn nghĩa là họ có thể là cho vay hết luôn không cần lưu trữ bất cứ đồng nào hết cho nên mới dẫn đến cái sự kiện nhiều ngân hàng của địa phương đó hồi tháng 3 của năm ngoái bị sụp đổ là như vậy và họ có thể là cho vay 900 đô còn lại thì 900 đô đó, đó, cái người mà vay thì sẽ đi để mà chi tiêu các bạn. Cái người mà gửi ngân hàng họ nghĩ là họ vẫn có 1.000 đô trong đó. Nhưng mà trên ngân bản chỉ còn 100 đô mà thôi, 900 đô còn lại đã được cho vay rồi. Cái người mà vay 900 đô đó, họ đương nhiên vay để mà làm chuyện khác rồi, không là họ vay để mà ngắm tiền các bạn. Họ sẽ lấy 900 đô đó, rồi sau đó họ sẽ đi mua hàng hóa hay là mua đồ gì đó. Thì họ sẽ trả tiền cho người đó giống như họ lấy 900 đô đó họ đi mua cái điện thoại đi thì cái người mà bán điện thoại cho họ đó người đó đương nhiên cũng sẽ không có giữ tiền mặt 900 đô rồi sẽ đem vào ngân hàng của người đó người đó sẽ gửi vào 900 đô sau đó ngân hàng giữ lại 90 đô và cho vay 810 đô cho người khác người khác lại lấy 810 đô đó đi mua hàng hóa rồi người đó lại lấy 810 đô gửi vào ngân hàng của họ và ngân hàng đó là lưu trữ 10% là 81 đô còn lại là 729 đô có thể được cho vay và người cho vay đó lại lấy tiền để mà đi mua thứ khác các bạn dẫn đến các bạn nhìn thấy được là trên căn bản nó trong thời gian ngắn thôi 1.000 đô la bạn gửi cho ngân hàng đã trở thành 3.439 đô trong hệ thống đó chính là cách mà tiền được in ra các bạn ai trong quá trình này cũng nghĩ là mình có cái số lượng tiền trong ngân hàng nhưng mà trên căn bản đó tiền đã được lưu thông rồi các bạn 1.000 đô nhanh chóng trở thành 3.439 đô đó chính là cái cách mà thị trường in ra tiền đó các bạn chứ còn fed là một phần mà thôi và trên chân bản đó các bạn thấy được là một trong những người mà rất là hot kết trên thị trường này đó chính là Neil scarry đây là một trong những người mà của fed đó, liên tục nói là tăng lãi suất tăng lãi suất nhưng mà các bạn có biết là trong thời kỳ dịch bệnh chính ông là người mà nói là cứ in đi in thoải mái các bạn có thể xem cái clip ngắn này trong cuộc phỏng vấn này ở trên truyền hình sixty minutes thì đã hỏi trực tiếp Neil scarry có phải tình hình thị trường đã đỡ hơn tại vì Fed trên căn bản đó đã đẩy rất nhiều tiền, bơm rất nhiều tiền vào trong thị trường và Fed có thể in mãi mãi và mãi mãi hay không? Thì các bạn có nghe câu trả lời, Thuận không có phụ đề phần này nhưng mà Thuận sẽ cho các bạn nghe, nó chỉ dài khoảng chừng vài giây thôi các bạn. Fed has done this past week as essentially flooding the system with money. Yes, exactly. And there's no end to your ability to do that. There is no end to our ability to do that. What did we learn from 2008? <laughs> các bạn đã nghe rồi. New Secretary của Fed nói là không có giới hạn. Chúng tôi muốn in bao nhiêu cũng được hết. Rồi sau đó người này hỏi là ông đã học được gì từ khủng hoảng tài chính năm 2008? <laughs> Thuần chia sẻ những cái này để các bạn có thể hiểu được là Thuần không có nói quá đâu các bạn. Nhiều khi nhiều bạn nói là Thuần nói quá nó không phải là như vậy đâu. Nhưng mà nó thực sự là như vậy các bạn. Nó không thể nào rõ ràng hơn nữa. Và tại sao Thuần chia sẻ những điều này với các bạn thì rất dễ hiểu. Chúng ta thường nghe rất nhiều những sự chỉ trích và nhiều cái sự phê bình là tại sao lại tin tưởng vào Bitcoin các bạn. Thì những ai mà hỏi các bạn tại sao chúng ta lại tin tưởng vào Bitcoin thì hãy cho họ xem những cái clip này. Mọi người đó đều nói là Bitcoin chỉ là một cuộc thử nghiệm về đồng tiền ảo trên Internet và có lịch sử hạn chế. Điều này là đúng các bạn nhưng mà toàn bộ hệ thống tiền tệ cũng chỉ là một cuộc thử nghiệm mà thôi. Các bạn nên nhớ là cách đây chỉ hai ngày các bạn chủ tịch Fed đã nói là ông không biết tại sao làm phát lại tăng nhưng mà ông vẫn giảm tốc độ bán trái phiếu, tất cả chỉ là một cuộc thử nghiệm thôi các bạn, cho nên chúng ta không điên rồ như mọi người nghĩ đâu. Thế giới nó điên hơn chúng ta nghĩ rất là nhiều các bạn. Đó là điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Trong phần này có video, chúng ta cũng thấy được là hôm nay đó ngoài trừ điều đó ra chúng ta cũng có một cái thống kê rất tốt uh, cho Bitcoin Spot ETF ở Hoa Kỳ. Sao liên tục đã để để xem coi cái này là 7 ngày các bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ngày liên tục là dòng tiền âm cho Bitcoin Spot ETF thì cuối cùng ngày hôm nay chúng ta đã có dòng tiền dương trở lại và nó rất là tốt các bạn thì bây giờ đó là chúng ta thấy được là tính luôn BlackRock thì BlackRock hôm nay thu vào 13 triệu thì các bạn có thể nhìn thấy được là tổng cái số lượng mà chúng ta có dòng tiền dương đó là 365.6 cộng với lại 13 đó chính là khoảng chừng 378 triệu dương ngày hôm nay và các bạn nhìn thấy được là tất cả đều thu vào hết, thậm chí các bạn có để ý không, thậm chí ngày hôm nay đó là một cái sự kỳ diệu đã xảy ra, đó chính là sao chuỗi ngày liên tục từ khi bắt đầu tới bây giờ từ khi bắt đầu bị con tới bây giờ đó toàn là dòng tiền âm cho Rayscale ngày nào họ cũng bán hôm nay họ lại mua trở lại các bạn hôm nay họ mua 63 triệu đô la cho nên thị trường này đó lúc mà các bạn nghĩ các bạn hiểu rồi thì họ lại cho các bạn nhiều sự bất ngờ <laughs> lúc nào cũng như vậy các bạn càng ở trong thị trường càng lâu thì các bạn lại càng không hiểu thị trường nhưng mà điều đó chính là cái điều thú vị Thưa mọi người các bạn và chúng ta hôm nay đã cũng nhận được cái thông tin đến từ Fidel đi. thì Fidel đi đây cũng đã nói cái điều tương tự như là ngày hôm qua chúng ta đã nghe từ Blackrock họ nói là Họ thấy được là những quỹ hưu trí đang bắt đầu tìm hiểu Bitcoin và những loại crypto khác Thì nói chung đây là cái giai đoạn 3 tôi đã chia sẻ trong video ngày hôm qua Thì mọi thứ vẫn đang diễn biến các bạn Các bạn thấy được là chúng ta có vài ngày dòng tiền âm Nhưng mà nó cũng không có thay đổi được cái xu hướng từ khi có Bitcoin Spot ETF bây giờ Là chúng ta vẫn tiếp tục thấy có dòng tiền vào Và đương nhiên về dài hạn đó Bitcoin Spot ETF là một cái gì đó nó rất là tốt cho thị trường các bạn Nó là một cánh cửa để có thêm dòng tiền vào Và một số tiền sở lại như thường đã chia sẻ trong video ngày hôm qua À, về ngắn hạn đó thì Bitcoin Spot ETF là một cái kính phóng đại khi mà có dòng tiền vào tình hình tốt thì số tiền vào nó sẽ nhiều hơn trước đây và khi mà tình hình xấu nó có số tiền rời ra cũng sẽ nhiều hơn và chúng ta đã chứng kiến những cái giai đoạn đầu tiên có những cái sự kiện như thế này và chúng ta cũng sẽ nói tới uh, một số những cái quỹ mà đã đầu tư vào Bitcoin Spot theo các bạn thì bây giờ chúng ta càng ngày càng thấy có nhiều quỹ hơn và đương nhiên từ đây đến khoảng chừng là giữa tháng này đó sẽ có nhiều những cái báo cáo quý 1 các bạn tại vì theo quy định đó, thì nếu như các bạn là một công ty mà quản lý hơn 100 triệu các bạn phải thông báo là bạn lưu trữ những tài sản gì cho khách hàng. Đặc biệt là chúng ta cũng thấy những theo quỹ của nước ngoài như là những vị có trụ sở Hồng Kông cũng đã mua tổng cộng là 112 triệu đô la Bitcoin Smart ETF và con số lớn nhất đó là đến từ một cái công ty có tên là John Rong Hong Kong Asset Management các bạn và họ đã mua tổng cộng là 37 triệu quỹ Bitcoin Smart ETF của iBit nghĩa là của BlackRock và nói tới Hồng Kông đó thì các bạn thấy được là cái dòng tiền thống kê ở Hồng Kông thì nó chậm hơn là ở Hoa Kỳ Hoa Kỳ thì hầu như là khi cái thúc một ngày rồi thì trong vòng vài tiếng đồng hồ sẽ có cái thống kê cuối cùng nhưng mà ở Hồng Kông thì chậm hơn nhưng mà chúng ta vẫn có kết thúc ngày thứ ba ở Hồng Kông thì các bạn nhìn thấy được là Harvest Global hiện đang lưu trữ là 1107.6 BTC và họ đã thêm 21.2 BTC ngày hôm qua China AMC đó thì lưu trữ tổng cộng là 2092.5 BTC thêm 89.7 BTC ngày hôm qua và Bolsera hiện đang lưu trữ là 1019.9 BTC thêm 20 Bitcoin ngày hôm qua. Nói chung nữa thì những con số này đã tuy không nhiều như là chúng ta nhìn thấy những cái con số ở Hoa Kỳ nhưng mà cũng là tin tốt các bạn chúng ta vẫn thấy dòng tiền vào chỉ cần có thêm thời gian mà thôi. Và có một người là Quinton các bạn đã chia sẻ ở trên X Các bạn nhìn thấy được hai cái biểu đồ này Thì chúng ta cũng thấy có một cái sự giống nhau Đó chính là khi mà Bitcoin Spot ETF bắt đầu xuất hiện nên các bạn hãy nhớ đó chính là bắt đầu trade vào ngày 11 tháng 1 của năm nay thì khi mà có Bitcoin Smart ETF rồi đây các bạn đã thấy được là giá Bitcoin bắt đầu giao dịch tên đã giảm từ 49.000 giảm xuống còn có 38.000 mà thôi rồi sau đó mới hồi phục và tăng thẳng lên tới 73.000 đô thì chúng ta nhìn thấy được là Hồng Kông thì điều tương tự đã xảy ra khi mà bắt đầu giao dịch tên thì dẫn đến là giá giảm và bây giờ đang có cái sự hồi phục trở lại các bạn và chúng ta hãy cùng nhau xem coi là cái phần trăm Bitcoin có lời bây giờ như thế nào thì với sự phục ngày hôm nay thì các bạn cũng có thể đoán được là cái phần trăm bị không có lời dựa theo Classno đã tăng ngược trở lại bây giờ mức là 86.2% chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi à, và chúng ta thấy được là hôm nay lại có một cái sự kiện xảy ra và điều này đó các bạn cũng nên để ý tại vì người này hôm nay đã lỗ tổng cộng là 1.155 RAP BTC như là khoảng 71 triệu đô la chỉ vì là không cẩn thận thôi các bạn Thường nên các bạn biết là khi mà các bạn gửi giống như là một cái giao dịch trên mạng lưới nào đó như là Ethereum hay là Tron thì các bạn lại thấy được là có những cái giao dịch nhỏ đi vào dưới các bạn thì lý do tại sao mà họ có những giao dịch đó là tại vì họ muốn các bạn nhầm lẫn thường đó thì người ta khi mà gửi một cái số tiền lớn họ sẽ thử gửi một cái số tiền nhỏ trước và trong trường hợp này đó thì người này cũng đã làm như vậy các bạn họ bắt đầu gửi một cái số lượng nhỏ trước đó chính là 0.05 Ethereum vào một cái địa chỉ ví mới và địa chỉ ví này đã là bắt đầu từ 0xd9 và kết thúc là 3a91 thì ngay sau đó nó đã có một cái transaction như thế là một giao dịch gọi là một giao dịch giả các bạn một cái giao dịch fake và uh, người ta đã thành lập những con bot để mà giống như copy khi giao dịch này thì họ đã tạo ra một cái địa chỉ bí nó tương tự không phải đi giống hoàn toàn mà nó tương tự mà thôi nhất là các bạn thấy được là địa chỉ bí giả đó đã có những cái con số đầu và những chỉ số nó gần như tương tự như là cái địa chỉ thật các bạn các bạn thấy được là thương đó người ta chỉ so sánh vài chữ đầu và vài chữ cuối mà thôi dẫn đến người này đó khi mà so sánh vài chữ đầu và vài chữ cuối đó thì thấy là giống nhau cho nên cuối cùng đã gửi cái giao dịch lớn là 1.155 BTC các bạn vào địa chỉ ví giả này dẫn đến đã bị lừa và mất hết 71 triệu đô la. Thì các bạn cũng nên cẩn thận và thường thì uh, khi mà thuận thử một cái giao dịch thì khi mà thuận gửi trở lại đây thuận sẽ sử dụng cái giao dịch mà thuận đã gửi các bạn và xem kỹ lại trước khi mà thuận bấm confirm chứ nếu không nữa khi các bạn mất tiền rồi thì sẽ không có ai đền đâu giống như trong trường hợp này rất là đáng tiếc các bạn cho nên nếu như mà các bạn có một cái ngày mà không tốt ngày hôm nay các bạn cảm thấy hôm nay các bạn kém may mắn đó, thì các bạn nên nhớ là hôm nay đã có một người có thể là kém may mắn hơn các bạn đã mất đi 71 triệu đô la chỉ vì bất cẩn trong một giây phút mà thôi các bạn và chúng ta cũng có một vài thông tin khác tôi muốn chia sẻ nhanh trước khi mà kết thúc video này thì các bạn thấy được là công ty Tether ra thì họ cũng đã hợp tác với công ty phân tích blockchain nổi tiếng là Chainalysis để mà theo dõi giao dịch USDT trên thị trường và lý do tại sao đó thì họ nói là họ cần cái hệ thống giám sát mới này để tuân thủ các lệnh trừng phạt quốc tế và phát hiện ra các giao dịch bất hợp pháp có thể liên quan đến tài trợ khủng bố hay là lách lệnh trừng phạt thì họ sẽ chặn ngay và các bạn nên biết là công ty Tether đó, hiện giờ họ đang làm ăn rất là tốt thì họ sẽ không muốn bất cứ cái rắc rối nào đến từ chính phủ đâu các bạn thấy được là chúng ta cũng có một cái công ty khác nữa là công ty Elliptic thì công ty này đã là một công ty là phân tích blockchain giống như là Chainalysis nhưng mà họ đã hợp tác với lại MIT, IBM, Watson À, để có thể sử dụng trí tuệ nhân tạo AI cũng như vậy các bạn nhằm phát hiện ra những cái sự rửa tiền trên mạng lưới blockchain của Bitcoin. và mô hình này đó mô hình trí tuệ nhân tạo này sẽ huấn luyện bằng cách là sử dụng dữ liệu từ các giao dịch công khai giúp cho AI có khả năng nhận dạng các hành vi bất thường có thể liên quan đến việc rửa tiền thì à, đây sẽ là những cái dịch vụ mà sẽ được nhiều công ty quan tâm đến các bạn nhất là khi mà càng ngày thị trường này đã càng trở thành một phần lớn của thị trường tài chính thì nhiều bạn đó khi mà nghe những thông tin này thì các bạn sẽ cảm thấy là mất hứng tại vì chúng ta nói tới thị trường phi tập trung thì các bạn cũng nên hiểu đó là đúng là những cái này đó nó sẽ làm mất đi một phần của sự phi tập trung nhưng mà nếu như các bạn thật sự chỉ sử dụng cái ví cá nhân của mình giống như các bạn sử dụng ví bitcoin đi thì đương nhiên các bạn gửi cho thuận thì không ai có thể ngăn chặn được điều mà các bạn nên hiểu đó là không có có gì gọi là hoàn toàn phi tập trung hay là không có gì hoàn hảo hết các bạn khi xưa đó khi mà chúng ta bắt đầu có internet thì mọi người cũng liên tưởng đến một cái thế giới mà internet là một cái xa lộ thông tin mà thông tin đó sẽ được lan truyền và người ta có thể có thông tin nhanh chóng và thông tin đích thực và không bị kiểm duyệt các bạn nhưng mà tới cuối cùng đây các bạn thấy được là chúng ta vẫn sử dụng internet ngày hôm nay internet vẫn cung cấp nhiều những cái tiện ích cho chúng ta nhưng mà nó đã không như tư tưởng đó rồi các bạn internet bây giờ đó là được quản lý bởi từng quốc gia khác nhau từng server khác nhau thậm chí là các bạn có thể nhìn thấy được là tuy theo các bạn sử dụng cái dịch vụ internet nào cũng có thể bị hạn chế là các bạn truy cập vào thông tin nào cho nên cuối cùng thì chúng ta cũng sử dụng internet nó vẫn là một cái gì đó rất tốt cho nên Thụ mới có thể ngồi đây để mà chia sẻ với các bạn được nhưng mà đến cuối cùng nó cũng đã không như là ý nghĩa ban đầu thì crypto cũng vậy các bạn chúng ta muốn người bình thường có thể đụng đến được crypto một cách đơn giản đó thì crypto sẽ phải từ từ nằm trong tay một số những công ty tư nhân tại vì không phải ai thôi thì các bạn có thể là thích tự lưu trữ crypto để chúng ta biết cái lợi thế khi các bạn tự lưu trữ cho ví cá nhân này thế nào nhưng mà đối với rất nhiều người đó thì họ chỉ cần tiếp cận được với crypto mà thôi tại vì đó là một phần trong cuộc sống của họ chứ không phải là phần lớn như là đối với chúng ta cho nên chúng ta sẽ thấy được là có những cái dịch vụ mà người bình thường sử dụng sẽ bị kiểm duyệt đó là điều mà rất là khó tránh các bạn nhưng mà không có gì hoàn hảo hết và điều thú vị hơn đó, khi nói tới AI thì các bạn đã biết là trong tuần này đã có một hội nghị lớn được tổ chức bởi Michael Strategy đó chính là cái hội nghị Bitcoin dành cho doanh nghiệp và David Marcus đó, đây là người mà các bạn đã nhớ là trước đây là chủ tịch của PayPal sau đó nó cũng đã qua bên công ty Facebook để mà phát triển đồng stablecoin đó chính là lúc trước gọi là Libra sau đó gọi là, là dự án Dim nhưng mà cuối cùng nó đã thất bại rồi các bạn rồi sau đó David Marcus đã thành lập một công ty cuối cùng là thầm đã hiểu là ông sẽ chỉ chú tâm vào Bitcoin mà thôi và nhất là mạng lưới tầng hai, đó chính là công ty Lightspot. thì ông cũng đã phát biểu trong hội nghị này và có một điều rất là thú vị ông đã chia sẻ các bạn. ông nói đó là ông tin Bitcoin sẽ là đồng tiền chính cho trí tuệ nhân tạo. thì tại sao đang như vậy? thì thường nói các bạn nghe những câu nói này các bạn sẽ dễ dàng có những cái định kiến nhưng mà thật ra đó những người này họ nói thì họ có lý do riêng của họ. thì cái lý do ông chia sẻ đó thì ông tin là những quốc gia sẽ không chấp nhận phiên bản kỹ thuật số tiền tệ của gia khác đâu nó không dễ dàng như vậy và việc chuyển đổi ngoại tệ từ đồng này sang đồng khác sẽ tốn một khoản phí rất lớn và nó không phù hợp cho giao dịch nhỏ nhưng mà nào mà cần đổi tiền thì các bạn sẽ hiểu nó sẽ có sự chênh lệch rất là lớn giữa cái số mua và số bán cái bạn bitnas hay là các bạn phải trả cái phí rất là cao cho nên đổi tiền nó không có phải là một cái việc làm hiệu quả nhưng mà bitcoin là đồng tiền điện tử bản địa của thế giới nghĩa là bitcoin đó là chỉ tồn tại trên internet và không có bất cứ cái phiên bản vật thể nào và Bitcoin đã trung lập về chính trị và tất nhiên điều này phải được thực hiện qua mạng lưới của Lightning để mà đảm bảo giao dịch nhanh chóng và với cái chi phí thấp thì để các bạn hiểu rõ hơn đó, cái mà ông nói thì ông đưa ra một cái ví dụ là ông nhắc tới Google Translate thì ai cũng sử dụng dịch vụ dịch của Google các bạn rất là nhanh và tiện lợi và cái thông tin được chia sẻ cũng khá là chuẩn các bạn thì tại sao Google lại có thể dịch nhanh và hiệu quả như vậy thì tại vì họ không trực tiếp dịch từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ kia thông cũng mới biết các bạn khi mà các bạn sử dụng uh, Google dịch đó các bạn nghĩ là các bạn để tiếng Anh vào sau có tiếng Việt tại vì họ dịch trực tiếp từ tiếng Anh và tiếng Việt nhưng mà không phải các bạn nó có một cái giao thức cái giao thức đứng sau lưng Google Translate đó, thì nó sẽ đổi ra những gì mà bạn muốn dịch sang một ngôn ngữ bản địa Và ngôn ngữ bản địa đó đó là chỉ được sử dụng bởi Google mà thôi thì cái trí tuệ nhân tạo của Google sẽ đổi cái câu nói hay cái chữ các bạn muốn dịch ra ngôn ngữ bản địa rồi sau đó mới dịch sang ngôn ngữ khác và ngôn ngữ bản địa của AI sẽ là Bitcoin thì cái mà David Marcus nói đó là không phải người ta sẽ sử dụng Bitcoin gửi qua gửi lại khi mà có AI các bạn tại vì tới cuối cùng là trí tuệ nhân tạo cần phải có được cái sự tiếp cận với lên ngân hàng chứ nếu không nó sẽ không có tác dụng nhiều đâu các bạn tại vì rất nhiều thứ trong cuộc sống của chúng ta đã liên quan đến tài chính thì nếu như các bạn muốn cái đó nó tự động được giải quyết bằng trí tuệ nhân tạo AI thì cái trí tuệ nhân tạo đó nó phải tiếp cận được với một cái ví điện tử phải kết nối được với ngân hàng và nếu như mà kết nối với ngân hàng đó, thì có thể sẽ phiền phức và không có hiệu quả nhất là khi các bạn nói tới những cái dịch vụ mà nó tính cái phí thấp nhưng mà có thể sử dụng bitcoin thông qua mạng lưới lightning được thì có thể trả giống như là các bạn chỉ trả một đô hay là 50 cent gì đó thì vẫn có thể được nếu như mà các bạn kết nối sử dụng cái ví của lightning và cái phí rất là rẻ các bạn gần như là bằng không à, và các bạn cũng thấy được là nếu như mà liên quan đến chuyển đổi tiền giống như là từ đồng đô la sang tiền khác và ngược lại thì nó lại càng rắc rối hơn nữa nhưng mà có thể sử dụng mạng lưới bitcoin các bạn tại vì các bạn thấy được là không có bao nhiêu những cái dịch vụ hỗ trợ chuyển đổi trực tiếp các bạn như là chuyển đổi spot đó, từ cái đồng này sang đồng kia, các bạn có thể đến những cái nơi để mà các bạn chuyển đổi tiền nhưng mà các bạn phải đến đó để mà chuyển đổi chứ còn trên mạng online đó, thì không có mấy nơi làm gì đâu các bạn và chỉ dù có đấy nữa chi phí rất là mắc nhưng mà ngược lại đó thì các bạn cũng thấy giống như là google translate thì họ có thể dùng bitcoin làm trung gian, các bạn thấy được là không có nhiều dịch vụ chuyển đổi trực tiếp nhưng mà có thể chuyển đổi từ đồng bản địa thành bitcoin và ngược lại thì có thể chuyển đổi thành giống như đồng đô la qua bitcoin rồi bitcoin thành à, đồng viên của Nhật Bản giống như là các bạn đang đi du lịch hay gì đó thì nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều và người dùng đó trên các bạn cũng không biết là đã sử dụng mạng lưới bitcoin các bạn nhưng mà những công ty những cái ai họ sẽ kết nối trực tiếp với lại cái ví của bitcoin lightning thì đây là cái mà được chia sẻ bởi đây và đó là cái tương lai mà ông đang nhìn thấy sẽ có rất nhiều dịch như vậy cho dù là cái phí thấp đi nữa đó thì vẫn có thể kiếm được nhiều tiền tại vì có rất nhiều giao dịch tự động và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này nhưng mà nào muốn tìm hiểu như ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, KX, XM, 4E, Binance, Alineax và một số những dịch vụ khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình Nhưng mà nào mà sử dụng sang giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp Have a great weekend